Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc. Hôm trước thì mình có làm một cái video so sánh chiếc iPhone 12 và chiếc iPhone 15 thì được tương đối nhiều bạn hưởng ứng. Và nhiều bạn đã yêu cầu mình làm thêm một cái video nữa, đó chính là so sánh giữa chiếc iPhone 13 cũng như là chiếc iPhone 15. Bởi vì sao? iPhone 13 là một chiếc máy mới ra mắt cách đây có khoảng tầm 2 năm thôi. Và thêm vào đó, nó sẽ khắc phục rất là nhiều những điểm yếu ở trên chiếc iPhone 12. Ví dụ như ở máy mát hơn này, pin trâu hơn. Vậy nên hôm nay mình sẽ làm video này để chia sẻ bạn những sự giống và khác nhau giữa chiếc iPhone 13 và iPhone 15 nhé. Khi mà chúng ta sử dụng thực tế, liệu em nào sẽ đáng để lựa chọn hơn, cũng như là việc với những bạn nào đang sử dụng iPhone 13 có nên lên đời iPhone 15 hay không. Chi tiết mời bạn đón xem. Đầu tiên là dành cho những bạn nào quan tâm đến vấn đề hiệu năng nhé. Rõ ràng iPhone 15 nó sẽ luôn mạnh hơn nếu mà so sánh với iPhone 13. Nhưng với cá nhân mình, qua những nhận xét của mình cũng như những bài test thì mình rằng iPhone 15 nó sẽ chỉ mạnh hơn khoảng tầm từ 10-15%. Như bạn đang thấy đây nhá, chúng ta sẽ chỉ chênh nhau một đời chip mà thôi. Cụ thể với iPhone 13 nó sẽ là Apple A15, trong khi đó với con chip ở trên chiếc iPhone 15 nó sẽ Apple A16. Cơ bản xung nhịp nó sẽ chênh nhau khá là ít luôn, một bên là 3.2GHz, một bên là 3.5GHz. Cá nhân mình để nhận xét nhé, thì sự khác biệt lớn nhất đó là liên quan đến phần đó chạy bộ nhớ. Cụ thể một bên đây RAM sẽ 4GB, với chiếc iPhone 15 thì RAM của nó sẽ 6GB. Cá nhân mình thấy iPhone 15 cũng như iPhone 13 nó sẽ chỉ chênh nhau cỡ khoảng tầm là 10-15% điểm hiệu năng mà thôi, thông qua phần mềm AnTuTu mình đã test đây. Và sự khác biệt chủ yếu của nó sẽ đến từ phần đó chạy GPU. Như bạn thấy, nói chung là chênh nhau cỡ khoảng tầm 50.000 điểm gì đó. Còn lại thực sự với thời điểm hiện tại, khi bạn trải nghiệm những cái thao tác liên quan đến phần đó chạy chơi game này, sau đó liên quan đến những cái liên quan đến hoạt động bình thường như lướt Facebook, sau lướt Telegram vân vân, nó không khác biệt nhau quá lắm. Ví dụ như mình đang có đây nhá, đó chơi tựa game PUBG Mobile thì mình thấy rằng gần như không có quá nhiều sự biệt khi bạn chơi ở những cái mẫu máy này. Có chăng sẽ chỉ là một chút yếu tố liên quan đến phần nhiệt độ mà thôi, còn lại những cái liên quan đến đồ họa y hệt nhau luôn. Nói chung với những bạn nào chúng ta chơi những tựa game nhẹ nhẹ như PUBG Mobile, các bạn sẽ không cảm nhận ra sự khác biệt đâu. Vậy nên với những bạn nào mà chúng ta chơi những tựa game bình thường như PUBG, Liên Quân, Tốc Chiến, mình khuyên các bạn là chúng ta không nhất thiết phải nâng cấp lên iPhone 15. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, như bạn thấy với chiếc iPhone 13 nó được tối ưu tốt hơn và ổn định hơn nếu mà so sánh với chiếc iPhone 15 thông qua cái bài đó là Solar Bay Stress Test. Như bạn thấy ở đây, điểm số của nó mặc dù thấp hơn thật nhá, khi mà ở đây cái phần GPU của nó sẽ chỉ ngưỡng khoảng tầm 3.300 điểm là mắc, còn với em iPhone 15 sẽ 4.070 điểm, nhưng cái độ ổn định của nó sẽ hơn cũng khoảng tầm 4%. Ở trên iPhone 15 thì chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất đó là điểm multi-core trên chiếc iPhone 15 nó sẽ cao hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với iPhone 13, nó sẽ hơn có khoảng tầm 1.000 điểm ở đây. Nhưng dù sao để mà nhận xét công bằng nhá, với những bạn nào đang tìm kiếm một hiệu năng nổi bật hơn hoàn toàn ấy, mình nghĩ rằng là các bạn sẽ chưa nhất thiết phải nên iPhone 15. Và mình cũng nhận ra một điều đó là mức giá của chiếc iPhone 15 và iPhone 13 thời điểm hiện tại, khoảng cách của nó sẽ có khoảng tầm là 6 triệu. Cụ thể mức giá của chiếc iPhone 13 theo mình tham khảo tại của OnWay, mức giá của nó sẽ 15.590.000. Đây có thể coi mức giá rẻ hơn đáng kể nếu mà so sánh với chiếc iPhone 15 luôn. Mặc dù chúng ta vẫn sẽ có những phiên bản như 128GB chẳng hạn. Chưa kể với những bạn nào mà đang dùng iPhone 13 thấy rằng hiện tại chai pin của nó quá nhiều ấy, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế luôn. Mức giá của nó mình thấy rằng cũng tương đối hấp dẫn luôn. Cụ thể tại OnWay họ cũng đang diễn ra chương trình đó chỉ là giảm 40% giá thay pin PCN chính hãng luôn, bắt đầu từ ngày 10 cho đến ngày 20/10, tức là thời điểm hiện tại sẽ còn khoảng là 3 ngày nữa. Chưa kể ngày 20/10 sắp tới, OnWay họ cũng sẽ có chương trình khuyến mãi giảm giá sản phẩm đến 250.000 luôn. Bạn nào quan tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả bạn dễ dàng tham khảo. Còn nói về vấn đề pin ấy, thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có dung lượng đó chính là một bên iPhone 15 là 3.349 mAh, còn với chiếc iPhone 13 là 3.227 mAh. Nhưng cá nhân mình nhận xét một điều đó là nếu mà xét về thời gian sử dụng pin á, thì thời điểm hiện tại iPhone 13 nó đã được tối ưu tốt hơn. Thế nên thời gian sử dụng pin của nó thậm chí mình đánh giá rằng nó còn tốt hơn nếu mà so sánh với iPhone 15. Cụ thể mình thực hiện tác vụ ở đây gồm có Facebook này, xóa PUBG, YouTube ấy, mình thấy rằng thời gian sử dụng pin của chiếc iPhone 13 và iPhone 15 ấy, nó không chênh nhau quá nhiều. Và bạn có thể nhìn vào cái bảng này sẽ nhận ra một điều đó chính là nếu mà iPhone 13 mất cỡ khoảng tầm 11% pin ấy, thì chiếc iPhone 15 nó sẽ chỉ mất cỡ khoảng tầm 9% pin mà thôi. Tiếp theo với Facebook ấy, thì iPhone 13 mất 7% pin, iPhone 15 mất 6% pin. Tiếp theo đó chính là với iPhone 13, YouTube chúng ta mất 9% pin, thì iPhone 15 nó sẽ mất 7% pin. Và một điều thú vị nữa đó chính là iPhone 13 thời điểm hiện tại nếu mà xét cùng các tác vụ như kiểu chơi game, Facebook hay là YouTube ấy, nó luôn mát hơn chiếc iPhone 15 từ 1-2 độ. Nhiều bạn sẽ thắc mắc một điều, tại sao mẹ nói iPhone 13 pin trâu hơn, trong khi đó trên cái bảng kia ấy, thì pin của nó lại thấp hơn. Bởi vì đó chính là chiếc iPhone 13 mình đang dùng để test đấy, pin của nó sẽ chỉ còn 86% mà thôi. Trong khi đó chiếc iPhone 15 của mình á, pin của nó vẫn đến 100%. Điều này đồng nghĩa việc đó chỉ là nếu mà chiếc iPhone của mình pin của nó rơi cỡ khoảng tầm là 90% pin ấy, hay là khoảng tầm 95% pin, thì nó sẽ ngang ngửa về thời gian sử dụng pin của chiếc iPhone 15. Vậy nên mình mới nói đó chỉ là thời điểm hiện tại iPhone 13 pin của nó thậm chí còn tốt hơn nếu mà so sánh là pin của chiếc iPhone 15.
Tiếp theo mình muốn nói đến một cái vấn đề, đó chính là camera. Và dĩ nhiên dựa vào những thông số ấy, thì bạn thấy rồi, đó chính là với camera của iPhone 15 nó lại có cảm biến 48 MP hơn nếu mà so sánh với chiếc iPhone 13. Những thông số khẩu độ ấy thì nó ná nhau, chỉ có điều đó chính là với camera trước ấy thì nó nâng cấp về mặt khẩu độ, thành ra selfie trong điều kiện thiếu sáng nó sẽ ngon lành hơn. Còn ở điều kiện thực tế nhá, thì mình rằng ấy, rõ ràng iPhone 15 nó vẫn đang xử lý ảnh một cách ngon lành hơn. Đặc biệt là với những ảnh, ví dụ như ảnh xóa vông đây chẳng hạn, iPhone 15 nó sẽ làm chi tiết hơn phần tóc nếu mà so sánh với iPhone 13. Hay như ở bức ảnh này ấy, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó chính là với iPhone 15 nhá, mặt nó sẽ làm nổi khối hơn cũng như chi tiết lên ngon hơn nếu mà so sánh với iPhone 13. Đây là mình chụp trong điều kiện ngược sáng và một ngày khá là âm u ở Hà Nội. Còn để mà rõ ràng nhất ấy, thì iPhone 15 nó sẽ ăn đứt iPhone 13, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Tương tự như với chiếc iPhone 12 vậy, chi tiết ở trên chiếc iPhone 15 nhá, nó sẽ lên rất là ngon lành cánh đào luôn, cũng như là những phần texture của nó lên cực kỳ tốt nếu mà so sánh với iPhone 13. Tương tự trong bức ảnh này cũng vậy, với chiếc iPhone 15 nhá, các chi tiết cũng như là những phần texture của chiếc Alpha ấy, nó sẽ lên rõ hơn nếu mà so sánh với iPhone 13. Nói chung là vào những cái điều kiện thiếu sáng ấy, thì iPhone 15 nó luôn thể hiện tốt hơn nếu mà so sánh với iPhone 13. Đặc biệt là cái phần liên quan đến đó chính là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Thêm một điều nữa, đó chính là nếu mà chúng ta dùng camera góc rộng ấy, thì iPhone 15 nó càng đứt iPhone 13. Nhưng để mà nói, nếu bạn chỉ chụp trong điều kiện đủ sáng ấy, thì mình sẽ thấy rằng một điều, đó chính là gần như nó không khác biệt nhau quá nhiều. Có chăng sẽ chỉ là một chút chi tiết iPhone 15 nó hơn mà thôi. Còn lại nếu mà bạn chỉ xem trên điện thoại nhá, gần như là y hệt nhau rồi đó. Thế nên để nhận xét ra ấy, với những bạn nào mà chúng ta thường xuyên chụp trong điều kiện đủ sáng ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn không nhất thiết phải nâng cấp lên iPhone 15. Còn nếu mà chúng ta tập trung vào điều kiện đó chỉ là chụp thiếu sáng ấy, thì có lẽ là chúng ta nên nâng cấp cũng được luôn. Còn lại với những cái như kiểu là HDR ấy, trên iPhone 12 nó còn kém nhá. Còn nếu mà HDR trên chiếc iPhone 15 ấy, mình thấy rằng với iPhone 13 nó không khác biệt nhau nhiều luôn. Còn nói đến khả năng quay video nhá, với cái cụm camera sau độ phân giải 4K 30 ấy, kể khi mà chúng dùng ấy, mình thấy rằng hai này cũng na ná nhau luôn các bạn ạ, không chênh nhau quá nhiều. Có chăng em iPhone 13 ấy, nó sẽ là một con 9.5, còn em iPhone 15 nó sẽ là một con 10, nó nâng cấp một ít. Còn để rõ ràng nhất ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua cái cụm camera góc rộng. Khi mà quay camera góc rộng ấy, chúng ta sẽ thấy rằng camera iPhone 15 nó sẽ chống rung tốt hơn. Còn về phần màn hình ấy, thì như bạn biết kích thước của nó cũng sẽ xem nhau. Có chăng là phần viền của chiếc iPhone 15 nó sẽ mỏng hơn, nhìn nó sexy hơn. Mình sẽ để xa xa một chút để bạn thể dễ dàng nhìn thấy. Và một điều nữa, đó chính là iPhone 15 ấy, ngoài cái Dynamic Island mới ra, thì chúng ta sẽ có thêm yếu tố, đó chính là màn hình của nó sáng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn qua cái phần này nhá. Nói chung là nó sẽ thể hiện rất là rõ khi mà chúng ta ra ngoài trời. Còn ở trong nhà ấy, thì mình thấy rằng nó cũng sẽ đều cháy sáng như nhau thông qua camera mà thôi. Còn lại cái sự khác biệt giữa iPhone 13 và iPhone 15 về phần thiết kế nhá, nó cũng tương tự như chiếc iPhone 12 và iPhone 15 vậy. Cái phần viền của iPhone 13 nó vẫn sẽ vuông, khác nhau một cái đó chỉ là với chiếc iPhone 13 và iPhone 15 ấy, thì mình rằng cái cụm camera của nó sắp xếp giống nhau hơn, cũng sẽ đều đường chéo. Nhưng về cơ bản với chiếc iPhone 15 ấy, cảm giác cầm nắm của nó vẫn sẽ luôn sướng hơn nếu mà so sánh lại những đời trước. Thứ nhất, đó chỉ là mặt lưng này được làm mết không bám nhiều mô dấu vân tay. Và thứ hai, đó chỉ là phần viền của nó ấy, sẽ được bo cong hơn. Thêm vào đó, chúng ta cũng sẽ có yếu tố đó chỉ là cổng sạc ở những chiếc iPhone 15 là cổng C thay vì cổng Lightning ở trên chiếc iPhone 13. Nhưng dù là cổng C hay cổng Lightning ấy, thì nó vẫn sẽ đều có một chuẩn, đó chỉ 2.0 mà thôi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về sự khác biệt giữa iPhone 13 cũng như iPhone 15. Với cá nhân mình ấy, nếu để đưa ra lời khuyên thì với những bạn nào đang dùng iPhone 13, chúng ta không nhất thiết phải nâng cấp lên iPhone 15. Bởi vì thực tế iPhone 13 thời điểm hiện tại pin của nó vẫn tốt, hiệu năng của nó vẫn mạnh. Có chăng ấy, sẽ chỉ là khác biệt ở cái phần đó chỉ Dynamic Island mà thôi. Trừ khi bạn quá thích thú cái Dynamic Island thì chúng ta mới lên. Còn không ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn cứ để lại được. Hoặc với những bạn nào chúng ta đang muốn tìm một mẫu máy tiếp theo để sở hữu như kiểu iPhone ấy, thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn iPhone 13 nhé. Mặc dù thiết kế của nó cũ, nhờ mức giá các bạn bỏ ra ấy, để sở hữu nó rẻ hơn rất nhiều nếu mà so sánh với iPhone 15. Có khi iPhone 13 để sở hữu ấy, rẻ hơn có khoảng tầm 6 triệu nếu mà so sánh với iPhone 15. Cụ thể thời điểm hiện tại nhá, mình tham khảo mức giá của chiếc iPhone 13 phiên bản VNA ấy, thì thấy rằng mức giá của nó sẽ là 15.590.000. Đây là mức giá mình tham khảo tại OneWay nhá. Trước cả với những bạn nào mà đang dùng iPhone 13 thấy rằng hiện tại chai pin của nó quá nhiều ấy, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế luôn. Mức giá của nó mình thấy rằng cũng tương đối hấp dẫn luôn. Cụ thể tại OneWay họ cũng đang diễn ra chương trình đó chỉ là giảm 40% giá thay pin PCN chính hãng luôn, bắt đầu từ ngày 10 cho đến ngày 20/10, tức là thời điểm hiện tại sẽ còn cỡ khoảng là 3 ngày nữa. Thêm vào đó, đó chỉ là ngày 20/10 họ cũng sẽ giảm giá 250k trên sản phẩm khi mua hàng tại OneWay từ ngày 19 cho đến ngày 22/10. Bạn nào đang quan tâm đến các sản phẩm iPhone cũng như muốn thay pin iPhone ấy, có thể tham khảo được link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Và bạn muốn mình làm cái bài so sánh gì khác, hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Nhớ like và subscribe với Khung Ngọc nhá. Bye bye.